Rồi, hello, chào mọi người nhá, lại là Loan đây. Thì hôm nay có một cái điều khá là đặc biệt. Thì mình cũng đã lấy một cái habitat. Môi trường này là môi trường thần thánh nhá. Thì mình phải nẹp nẹp cái này này, nẹp cái Divine Bat này mình mới có. Mà hiện tại thì mình nẹp hết rồi. Mình nẹp hết rồi và mình cũng đã lấy rồi. Nhưng mà hiện tại nó bản này thì nó là bản thử nghiệm ở bên Philippines nhá. Ở Philippines ấy thì mình lấy thì mình sẽ fake ID qua Philippines ấy rồi mình lấy. Nhưng mà mọi người lưu ý cho mình một cái là khi mà mình lấy về ấy, để mà nó sản xuất được op ấy thì mọi người cần phải nẹp cái này, và một điều nữa là phải tải phiên bản Dragon City mới nhất. Phải tải phiên bản Dragon City mới nhất nha, thì nó mới có thể sản xuất được op đó. Hiện tại thì mình cũng đã làm xong hết rồi. Hồi nãy giờ ấy mình cũng tìm một số lý do coi nó bị sao mà nó không sản xuất được, thì mình mới phát hiện là mình bị chưa có cập nhật phiên bản mới nhất cho nên nó không sản xuất được. Nhưng mà khi mình cập nhật phiên bản mới nhất này thì hiện tại thì nó cũng đang sản xuất được rồi nhá. Nè. Đó, còn 10 giờ 6 phút nữa là mình sẽ nhận được op. Nha các bạn. Thì mình cập nhật với cái video này ấy để mọi người có thể nhanh nhanh cập nhật ấy. Có và có thể lấy được căn nhà này nha. Đó, cũng rất là đẹp luôn. Nó cũng trang trí đảo của mình còn đẹp hơn nữa. Thì mọi người lưu ý cho mình là hai cái. Một là sử dụng fake ID qua Philippines, trên cả Android và iOS đều được nha mọi người. Hai là mọi người phải cập nhật phiên bản mới nhất của Dragon City thì mới có thể sản xuất được op nha mọi người. Thì op nó sản xuất là op Heroic, op Legend, thì nó có cả luôn. Thì mọi người có thể tranh thủ cập nhật phiên bản đi. Chứ mình cũng nãy giờ cũng cố gắng tìm kiếm lý do, thì bây giờ thì ra là đấy là lý do của nó, là nó không sản xuất được op là như vậy. Thì đây là dành cho những bạn nào mà chưa biết, thì mọi người có thể follow kênh của mình nhé. Subscribe để nhận được những thông tin mới nhất, những bài mới nhất. Thôi, mình cảm ơn các bạn nhé.